Thời gian thoi đưa, thấm thoát đã đến 30 Tết. Do vợ chồng chị ba ở lại Lệ Thành đón Tết, nên bầu không khí trong nhà càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ sớm tinh mơ, người làm đã tất bật bận rộn trong bếp. Nhiên Thời Thất và chị ba cũng chạy đi góp vui. Cậu Tư và Lãnh Dịch Trì ngồi ngoài phòng khách trò chuyện với anh cả Tần Bách Ngạn. Bận rộn suốt cả năm, Tết là khoảng thời gian an lành hiếm có. Vừa qua 10 giờ, đã có khách ghé thăm nhà. Mạc Lương Vũ và Hàn Vân Đình xách theo đủ loại quà chúc Tết đi vào phòng khách. Anh cả, anh rể, năm mới vui vẻ nhé. Mạc Lương Vũ cười hì hì, đặt hộp quà xuống bàn để hợp với bầu không khí ngày Tết. Cậu ta còn quấn một chiếc khăn choàng cổ đỏ rực. Tốt tốt, năm mới vui vẻ. Tiểu Vũ càng lúc càng chín chắn hơn rồi. Anh cả Tần Bách Ngạn trêu chọc. Mạc Lương Vũ tháo khăn choàng xuống, nhanh nhảu tiếp lời. Anh cả tinh thật đấy. Hàn Vân Đình đi bên cạnh cậu ta vẫn ăn mặc theo phong cách lịch lãm, không hề mất đi vẻ thời thượng. Anh ngồi xuống nhìn thoáng qua phòng khách. Anh hai không về sao? Tần Bách Ngạn nhướng mày. Chưa thấy, các chú hẹn trước với nhau hôm nay cùng đến chúc Tết anh đấy à? Nói đoạn, anh liếc nhìn cậu Tư ở đối diện. Nhóm con cái của các gia tộc lớn đều xem anh là anh cả. Tết năm trước, đa số họ đều gọi điện thoại để chúc Tết. Năm nay chú Tư về nhà ăn Tết, đám nhóc này cũng chạy đến góp vui. Hàn Vân Đình ngẫm nghĩ, đá Mạc Lương Vũ một cái. Cậu gọi điện thoại cho anh hai hỏi thử xem, sáng nay chẳng phải đã nói sẽ qua trước à? Ồ, Mạc Lương Vũ ngồi thẳng người, lấy di động trong túi ra, vừa gọi cho Kiều Mục, thì nghe tiếng người làm bên ngoài hành lang thông báo. Thưa ông chủ, cậu hai Kiều đến rồi ạ. Cùng lúc đó Kiều Mục mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối hối hả đi vào. Chưa đến phòng khách đã nghe thấy giọng nói sang sảng của anh ta. Tiểu Vũ, đừng gọi điện nữa, mau qua đây giúp một tay. Mạc Lương Vũ ù cạc cạc nhưng vẫn vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, vừa cúi đầu nhìn liền sững người. Ngẩn ra đó làm gì? Giúp một tay đi chứ. Kiều Mục nhấc chân đá hai con cừu đông lạnh dưới chân mình, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Lương Vũ thì rất không hài lòng. Tần Bách Ngạn và những người khác trong phòng khách nghe vậy cũng lục tục đứng dậy đi ra xem. Nhìn thấy cảnh trước mắt, nét mặt của ai nấy đều rất đặc sắc. Còn Kiều Mục vẫn thản nhiên nhịp chân nói với Tần Bách Ngạn. Anh cả, có khách hàng tặng em hai con cừu Tây Bắc đông lạnh, vừa mới làm thịt chưa lâu, thịt chắc lại béo ngọt. Mang vào bếp xử lý, hầm lấy canh cho chị cả và em dâu uống. Tốt xấu gì anh cũng là cậu hai của nhà họ Kiều. Làm ăn thế này liệu có khác người quá không? Người ta chúc Tết tặng quà, anh ta đi tặng hai con cừu, thiết thực thật đấy. Anh cả Tần Bách Ngạn đưa tay lên che miệng ho khan, sau đó gọi người làm đưa hai con cừu cất vào tủ lạnh trong bếp. Lúc này Hàn Vân Đình liếc nhìn Kiều Mục nhau mắt lại. Có phải anh lại bị sốc vì chuyện gì rồi không? Kiều Mục liếc cậu ta, nhướng mày tự hào trả lời. Cậu thì biết gì, tặng quà thì tầm thường quá. Nhóc con rất thích ăn thịt cừu Tây Bắc, anh ta còn để dành một con cho cô nhóc đây này. Mạc Lương Vũ gượng gạo nhếch môi cười, giơ ngón tay cái với Kiều Mục. Anh hai xuất sắc. Được rồi, đừng có đứng đó nữa, vào trong ngồi đi, lát nữa cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Tần Bách Ngạn vui vẻ nhìn những anh chàng khôi ngô xuất chúng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói. Giờ cơm trưa, phòng bếp nhà họ Tần cũng đầy ắp người. Mộ Bảo và Nàng Nặc được bảo mẫu chăm sóc trong phòng trẻ. Trong lúc đợi người làm dọn thức ăn, chị ba dùng khuỷu tay huých nhẹ Nhiên Thời Thất ngồi bên cạnh. Em định bao giờ tái xuất? Chắc nhanh thôi, qua Tết có thể sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Chị ba mừng ra mặt. Em sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế à? Khi nào lên sóng chị phải xem mới được. Nhiên Thời Thất trộm nhìn Tần Bách Duật ngồi cạnh mình, sau đó nghiêng đầu thì thầm bên tai Tần Bách Noãn. Anh Tư cũng sẽ tham gia đấy. Chị ba nghe vậy thì bĩu môi, ánh mắt chứa đầy hoài nghi. Nó tham gia để làm máy lạnh cho chương trình đấy à? Nhiên Thời Thất bật cười. Nói cứ chờ mà xem, rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.
Chiều 30 Tết, nhóm người Kiều Mục ăn trưa xong thì lần lượt ra về. 11 giờ khuya, TV vẫn đang truyền hình trực tiếp đêm hội mừng xuân. Quản gia Mạc Quy Hải đeo găng tay đi từ ngoài vào hồ hởi báo cáo. Pháo hoa đã được chuẩn bị xong. Ông chủ, bà chủ có muốn ra ngoài góp vui không? Nhà tổ ở khu riêng biệt vắng người, lại có vườn cây riêng, dù đốt pháo hoa cũng không ảnh hưởng đến nơi khác. Tần Bách Ngạn nhìn cậu Tư hất cằm đề nghị. Chú Tư, Tiểu Trì, hai chú dẫn Tiểu Thất và Tiểu Noãn đi chơi đi, anh và chị dâu, mấy đứa không đi đâu. Cậu Tư hạ đôi chân, đang gác lên nhau xuống, kéo Nghiên Thời Thất dậy. Cũng được. Vào mùa đông, nhiệt độ ở Lệ Thành rất thấp. Khi Nghiên Thời Thất ăn mặc chỉn chu ra khỏi cửa, làn hơi thở ra kết thành xương ngay trước mắt. Tay cô được Tần Bách Duật nắm lấy và đặt trong túi áo đi theo Mạc Quy Hải đến bãi đất trống trước vườn. Chị ba Tần Bách Noãn và Lãnh Dịch Trì đi phía sau họ. Có lẽ thời gian đã làm nhạt đi sự ngọt ngào khi yêu. Hai người họ không nắm tay nhau, chỉ sánh vai chậm rãi bước đi. Lãnh Dịch Trì nhìn khoảng cách từ từ giãn ra phía trước, thả chậm bước chân nhìn sang Tần Bách Noãn. Tâm trạng đã khá hơn chưa? Chị ba không nhìn anh, sắc mặt hờ hững đáp. Đỡ nhiều rồi. Thấy thái độ của vợ lạnh nhạt như vậy, Lãnh Dịch Trì có chút bất lực mà thở dài. Chẳng qua ông nội muốn có cháu trai quá thôi. Không phải không thích nặc nặc đâu. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tư tưởng của người già khó tránh, vẫn có chút trọng nam khinh nữ. Dần rồi sẽ đỡ hơn. Tần Bách Noãn nghe vậy hít thở thật sâu, quay sang nhìn anh, nhếch môi cười khẩy. Từ khi nặng nặc chào đời đến nay, ông nội bế con bé được mấy lần? Là con gái thì sao? Lẽ nào không phải con của nhà họ Lãnh? Thời buổi nào rồi còn trọng nam khinh nữ? Đừng nói nhà họ Lãnh không có ngai vàng để thừa kế. Dù có ngai vàng, em cũng có thể nuôi nấng nặng nặc trở thành nữ hoàng. Con gái của Tần Bách Noãn cô không lý nào lại bị khinh thường vì giới tính như thế này. Tư tưởng cố chấp của người già có lẽ rất khó thay đổi, nhưng cô cũng không phải người ngậm bồ hòn làm ngọt. Bằng không, cô đã chẳng quyết định đưa nặng nặc về Lệ Thành ăn Tết vì thái độ lạnh nhạt quá mức của ông cụ dành cho con bé. Lãnh Dịch Trì day chán cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Anh nhíu mày kéo Tần Bách Noãn lại, đứng trong làn gió đêm rét lạnh, rầu rĩ nói. Tiểu Noãn, đừng như vậy nữa được không? Anh biết em phải chịu ấm ức khi sinh nặng nặc. Nhưng anh cũng đang rất cố gắng để thay đổi suy nghĩ của ông nội. Em cho anh thêm chút thời gian, được không? Tuổi tác của họ đã lớn, có những suy nghĩ đã thâm căn cố đế rồi. Em hãy tin tưởng anh, thời gian lâu rồi họ sẽ nghĩ thoáng hơn mà. Tần Bách Noãn bị buộc đứng lại trước mặt Lãnh Dịch Trì. Cô không ngẩng đầu, cụp mắt nhìn xuống tay anh, hồi lâu sau mới buồn bã mỉm cười. Em cho anh thời gian. Vậy đến bao giờ họ đón nhận nặc nặc, em mới quay về nhà họ Lãnh? Nên mặt Lãnh Dịch Trì lập tức thay đổi, chứa đầy vẻ mệt mỏi. Một bên là người vợ mình yêu thương, một bên là người lớn cố chấp trong nhà. Anh bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Lãnh Dịch Trì mím môi im lặng, vuốt ve lòng bàn tay hơi lành lạnh của Tần Bách Noãn, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Nếu em đã quyết định, vậy đợi qua Tết, anh về Đế Kinh trước. Nhân dịp này để mọi người cùng bình tĩnh lại. Nói không chừng, ông nội không gặp được nặng nặc sẽ bắt đầu nhớ con bé. Đừng lo, quay về rồi anh sẽ xử lý tốt mấy chuyện này. Tần Bách Noãn nghe vậy lặng lẽ gạt tay Lãnh Dịch Trì ra. Cô tiến lên hai bước, cố nén cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, ngước nhìn bầu trời đêm trong phát nở nụ cười cay đắng. Yêu sâu đậm đến mấy cũng không ngăn được những chuyện thường tình trong gia đình. Chị ba thầm ngán ngẩm. Cô cũng gặp phải vấn đề vớ vẩn mà những cô gái thường gặp sau khi kết hôn. Sinh con trai hay sinh con gái, từ xưa đã có thành kiến chẳng mấy dễ chịu với bé gái rồi. Cô buông tiếng thở dài, nhận ra Lãnh Dịch Trì ở phía sau vẫn chưa đuổi theo, bèn ngoảnh lại nhìn anh. Sao còn chưa đi? Không phải muốn đi bắn pháo hoa à? Lãnh Dịch Trì nhìn cô đăm đăm, cánh môi mỏng khẽ cong lên. Ừ, đến ngay đây. Tuy tạm thời hai người chưa tháo gỡ được khúc mắc phía nhà họ Lãnh,
nhưng cả hai đều không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Tần Bách Noãn biết chỗ khó của Lãnh Dịch Trì, anh cũng hiểu được sự ấm ức của vợ. Cuộc sống sau khi cưới quá nhiều chuyện tủm mùn. Có lẽ hai bên phải nâng đỡ lẫn nhau, nhường nhịn nhau mới có thể vượt qua được rào cản này. Lát sau, Nghiên Thời Thất và cậu Tư đã đến khuôn viên nhỏ lát đá bên ngoài khu vườn. Tay cô được Tần Bách Duật ủ trong túi áo, giờ đây đã lấm tấm mồ hôi. Khi rút tay ra, mắt cô chợt lóe lên, đưa mắt nhìn ra xa với vẻ hoài nghi. Vợ chồng chị ba có phải đang cãi nhau không? Tần Bách Duật dịu dàng nhìn động tác co duỗi ngón tay của cô, nói nhỏ nhẹ. Sao em nhìn ra được? Nghiên Thời Thất lắc lắc ngón tay, vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Mấy hôm nay chị ba ở nhà. Thoạt nhìn thì không có gì khác thường, nhưng em cứ thấy chị ấy buồn bã không vui. Nặng nặc vừa ra đời nửa năm, nhà họ Lãnh đã đồng ý để chị ấy đưa con bé về Lệ Thành ăn Tết. Có phải hơi lạ không? Đứa bé còn nhỏ thế kia, thường thì người lớn trong nhà đều cố gắng hết sức tránh để bé phải đi lại vất vả, giống như mấy hôm trước ông ngoại thường xuyên gọi video call qua, dặn dò cô không cần đưa Mộ Bảo về Đế Kinh. Tuy ông rất yêu thích Mộ Bảo, nhưng cũng nghĩ cho Mộ Bảo trước tiên, sợ thằng bé đi đường vất vả rồi bị ốm. Tần Bách Duật lại kéo tay Nghiên Thời Thất, bỏ trở lại vào túi áo khoác của mình, sau đó quay lại nhìn về phía chị ba thấp giọng nói. Trong ba thế hệ của nhà họ Lãnh, con cả đời nào cũng là con trai. Sơ Nặc đã phá vỡ truyền thống của nhà họ Lãnh, chắc ông cụ nhất thời chưa chấp nhận được. Không sao, dù nhà họ Lãnh không cần đứa cháu gái này, chị ba và nhà họ Tần cũng nuôi được. Nhìn Thời Thất kinh ngạc nhíu mày. Con gái có gì không tốt, nhà họ Lãnh sao lại không cần chứ? Anh nói hơi quá. Tốt xấu gì cũng là cháu gái trưởng đầu tiên của nhà họ Lãnh, không đến mức không cần con bé đâu. Giọng nói của anh đầy bình tĩnh nhìn sang thấy khuôn mặt thoáng lo lắng của Nghiên Thời Thất, bèn xoa nắn ngón tay cô. Mấy chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu. Quan hệ với nhà chồng sau khi cưới chỉ có thể để chị ba tự mình giải quyết, không cần lo lắng thay họ. Cô ba của nhà họ Tần sẽ không nhẫn nhịn mặc cho người khác bắt nạt đâu. Lát sau, quản gia Mạc Quy Hải dẫn theo mấy người làm, bắt đầu châm ngòi pháo hoa. Giữa đêm đông giá rét, từng luồng sáng lao vút lên bầu trời, soi rọi khoảng không này bằng ánh sáng muôn màu. Nhân Thời Thất dựa vào người Tần Bách Duật, ngửa đầu nhìn từng đóa hoa lửa tỏa ra, mỉm cười dịu dàng. Em muốn thử không? Giữa tiếng pháo hoa vang dội, tiếng nói dịu dàng của Tần Bách Duật lọt vào tai cô. Mắt Nhân Thời Thất sáng rực lên, cũng muốn thử nhưng lại vẫn chùn bước. Em không biết làm. Anh dạy em. Tần Bách Duật cười khẽ, nắm tay cô bước về phía bãi phóng pháo hoa. Nhân Thời Thất theo sát anh khẽ bồn chồn nhìn xuống chân. Có bỏng không? Nếu em chạy chậm quá thì anh phải kéo em nhé. Lần đầu tiên tự đốt pháo hoa, cô cũng thoáng lo lắng, sợ mình phản ứng quá chậm. Cô từng thấy người ta châm pháo hoa rất nhiều. Bình thường đều là ngồi xổm dưới đất châm ngòi nổ, sau đó xoay người bỏ chạy. Đến gần bãi phóng pháo hoa, Nhân Thời Thất bắt đầu tập dượt trong đầu một lần. Cô đang nghĩ xem nên dùng tư thế nào bỏ chạy thì trông ít thảm hại hơn. Mạc Quy Hải vốn đang dẫn người làm châm pháo hoa, thấy hai người đi đến thì đoán ra ngay bọn họ định làm gì. Anh ta vội vàng phân công người làm rút từ trong rương bên cạnh ra thêm mấy cây pháo hoa nhỏ đặt trên mặt đất. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu xoắn dây. Lát sau, Nghiên Thời Thất đi vòng qua pháo hoa một vòng, ngón tay miết nhẹ lên môi mình. Em muốn châm cái nào? Tần Bách Duật vẫn luôn đi cạnh cô, nhìn gương mặt cô được ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi, đáy mắt tràn đầy cưng chiều và dung túng. Nghiên Thời Thất tiện tay chỉ một cái. Cái này đi, pháo hoa lạnh em thử xem đã. Cô không dám thử loại pháo hoa lớn, chọn pháo hoa lạnh có vẻ tương đối an toàn. Đúng lúc này Mạc Quy Hải cầm hai quả pháo hoa lạnh bước tới, hơn nữa ngòi của hai quả này rất dài. Mạc Quy Hải cười ha hả đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, giơ pháo hoa lên nói. Cô chủ, cô thử hai cái này xem. Nghiên Thời Thất liếc nhìn nhất thời giờ khóc giờ cười. Cô vươn tay cầm ngòi nổ thử xem, ít nhất phải 20 phân.
Cô yên tâm, ngòi nổ này tôi vừa làm dài hơn một chút, rất an toàn. Nhiên Thời Thất che miệng cười trộm. Đúng là trông rất an toàn. Đây là ngòi nổ tự chế dài nhất cô từng thấy. Tần Bách Duật cầm hai cây pháo hoa trong tay Mạc Quy Hải, kéo tay Nhiên Thời Thất đi tới chỗ đất trống. Anh cắm một cây pháo hoa, hình nón xuống đất. Lại lấy bật lửa trong túi ra, ngồi xổm xuống chìa tay về phía Nhiên Thời Thất. Đến đây. Nhiên Thời Thất bước lên trước, gương mặt sáng ngời, chọc chọc pháo hoa cười nói. Để em tự làm. Lần đầu tiên mà, để anh dạy em. Tần Bách Duật chú tâm nhìn vào mắt cô, đặt bật lửa vào tay cô. Cô cầm bật lửa bật hai cái, sau đó bàn tay to rộng của anh đã áp lên, bao lấy ngón tay cái của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nhấn đá đánh lửa, một ngọn lửa vàng ấm chậm rãi tiến đến gần dây ngòi. Xèo một tiếng ngòi nổ được châm, Nhiên Thời Thất kêu lên một tiếng rồi vội vàng kéo Tần Bách Duật chạy ra sau. Cô hoảng hốt cũng là bình thường, dù sao cũng là lần đầu tự mình phóng pháo hoa, cảm giác pháo sắp nổ thật sự khiến người ta cuống cuồng. Ngòi nổ chậm rãi bén tới cối pháo. Nhiên Thời Thất đứng cách đó 2 mét, nheo mắt chờ pháo hoa bay lên. Đợi, rồi chờ, kết quả xung quanh lại yên ắng vô cùng. À, ngòi nổ bị tắt giữa đường, Nhiên Thời Thất xấu hổ gãi nhẹ má nhìn sang Tần Bách Duật. Tịt rồi. Tần Bách Duật cười khẽ thành tiếng vươn tay, vén lên sợi tóc rối bên mai cô. Đưa bật lửa cho anh. Không, em muốn thử lại. Nhiên Thời Thất siết chặt bật lửa, dò dẫm đi hai bước về phía trước, thấy pháo hoa vẫn không có động tĩnh gì thì mới đánh bạo đi tới. Cô ngồi xổm cầm pháo hoa lên xem thử. Thấy ngòi nổ đứt ngay đoạn chỉ cách pháo hoa một phân. Nhiên Thời Thất ngồi xổm gãi đầu, ánh mắt khẽ lóe lên, lại quay đầu nhìn Tần Bách Duật đứng cách mình khoảng 1 mét. Anh lại lùi về sau một chút đi, nếu không em chạy va vào anh mất. Được. Tần Bách Duật cưng chiều nhìn cô, làm bộ làm dáng lùi ra sau. Anh cũng không lo Tiểu Thất sẽ làm bản thân bị thương. Lửa pháo hoa lạnh nhiệt độ thấp, dù có bắn ra cũng không bị bỏng. Nhiên Thời Thất cắn môi nhìn anh lui ra, mới ấn bật lửa, đưa mồi lửa về phía trước. Lần đầu tiên, tay cô hơi run lên, lửa dập tắt. Lần thứ hai, cô thử vươn tay đi về phía trước một chút, lại nhanh chóng lùi lại hai chút. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cô cũng tự cảm thấy mình rất nhát cáy. Cô nghiến răng, điều chỉnh ngọn lửa lên mức to nhất, ra vẻ liều chết xông lên đẩy thẳng ngọn lửa về phía ngòi pháo. Một tiếng xẹt vang lên, ngòi nổ bắn ra tia lửa. Nhiên Thời Thất xoay người bỏ chạy còn hưng phấn kêu lên. Được rồi, được rồi. Cô vừa chạy vừa nhìn lại, Tần Bách Duật cũng bước tới trước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2-3 bước. Nhiên Thời Thất lập tức bổ nhào vào lòng Tần Bách Duật. Mắt cô cong như ánh trăng, tràn ngập vui sướng. Khoảnh khắc cô được anh ôm vào lòng, phía sau cũng lập tức có lửa hoa màu lạnh bắn lên. Hoa lửa bắn ra bốn phía mang theo ánh sáng màu ngọc. Màu sắc huyền ảo nở rộ trước mặt bọn họ. Nhiên Thời Thất tựa vào lòng anh, quay đầu nhìn pháo hoa cười hỏi. Đẹp không? Tần Bách Duật ôm cô cúi đầu xuống. Đẹp. Pháo hoa đẹp, em cũng đẹp. Lần đầu tiên em phóng pháo hoa cho anh xem, coi như quà năm mới nhé. Lý do của Nhiên Thời Thất chiếm được một nụ hôn dịu nhẹ. Nụ hôn rơi xuống chóp mũi hơi ngứa. Cô hít hít mũi kéo tay anh tiếp tục đi đốt pháo hoa. Cạnh đó không xa, chị ba và anh rể điềm đạm đứng nhìn bọn họ. Tuổi trẻ thật tốt, có thể mặc sức yêu, mặc sức cười. Lãnh Dịch Trì nhìn thấy vậy cũng thấy chạnh lòng, tim chợt nhói lên, ghé sát vào bên tai Tần Bách Noãn hỏi. Em muốn thử không? Tần Bách Noãn lườm anh một cái. Không muốn. Anh rể ba tẽn tò buồn bực khụ một tiếng. Còn chưa hết nghẹn, lại nghe thấy chị ba nói tiếp. Muốn anh phóng cho em xem. Chờ anh đi ngay. Lãnh Dịch Trì bước vội về phía trước, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, mà anh không để ý gương mặt Tần Bách Noãn giãn ra dịu dàng. Đêm tất niên, tiếng pháo hoa xen lẫn tiếng cười của bọn họ thật lâu vẫn không ngừng lại. Niềm hạnh phúc hồn nhiên trong sáng không liên quan gì đến tuổi tác. Những ngày ấm áp bình dị luôn trôi qua rất trong vánh. Sau năm mới rất nhanh, đã đến mùa xuân tháng 3.
Tin Nhiên Thời Thất quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế cũng khiến trên mạng bàn tán xôn xao. Còn 3 ngày nữa là tới thời gian ghi hình, Nhiên Thời Thất đến trụ sở Kiều Thị theo yêu cầu của Thành Nghiệp Nam.